Rồi sáng nay ăn món trứng vịt chiên với lại khổ qua. Xuống tự sướng cái hả, tự quay quay cảnh xung quanh hả. Hôm nay trời nó chắc nó gió nhẹ mà nó mát, mấy trưa nay nó có nắng hay không thôi, chứ bây giờ hiện tại thì rất là mát. Chỗ này tưới nước quá mà hồ mà cái nó dúng một cánh rừng, lâu lâu quá chưa đi vòng vòng mới ra ngoài thì cho nó nhìn lại cái khung cảnh nó làm sao. Đáng lý giờ này mấy cây rau muống biển thì sao, nó phát triển là sao, là có không quay mấy cái này trước. Đáng lý là giờ này mấy cây rau muống biển này sao, nó có bông rồi, nó có hoa rồi. Nhưng mà giờ này sao, giờ này bị trụi lá. Mấy cái lá bự bị ăn hết. Đang trồng mấy cây hoa, mấy cây mà mọc ngoài vậy làm sao cái hạt nó rụng xuống đó, rồi nó tự mọc lên chứ không có trồng. Trồng là trồng xuống giữa đi ta, mà giờ nó cũng phải khoảng một tuần nữa nó mới nảy mầm. Game